Và không những những màu này mà nó còn rất 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 nhiều màu độc bản, nhiều màu rất đặc biệt khác. Thì bộ da này, bộ da đặc biệt này còn có nón, áo khoác, dép, tất cả sản phẩm Kỳ Lân đều có limited hết, tùy theo sản phẩm mà số lượng limited khác nhau. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu với tất cả quý khách một cọng dây thắt lưng, dây nịt cực kỳ độc, độc bản, cực kỳ đặc biệt và đẹp khủng khiếp. Kỳ Lân dùng từ đẹp khủng khiếp bởi vì đây là một cái dây hai mặt. Một mặt là da cá sấu, gần như là độc bản và màu hồng ruốc rất đẹp, rất là sang. Một mặt là dây màu đô, da cá mập. Đây như cái mặt Kỳ Lân đang đeo, nhưng mà khác biệt là cái mặt này là ngay cái logo vương miện quyền quý này là đính full kim cương. Còn đối với cái mặt Kỳ Lân đang chuẩn bị gắn đây là logo vương miện đính ba viên kim cương ngay chỗ trong vương miện. Thôi có vẻ như mình thử gắn vào cái dây cái mặt này nó hay hơn. Mặt này nó nhìn nó nhiều kim cương hấp dẫn ha. Hoặc là mình có thể gắn vào cái mặt này, mặt nào cũng được hết. Theo quý khách thì mặt nào đẹp và dây nào đẹp, quý khách hãy comment. Nếu như gắn vào mặt này thì chúng ta chỉ cần đục một lỗ thôi là ok, rất là sang. Còn nếu như quý khách muốn gắn vào mặt như Kỳ Lân đang đeo thì sẽ đục hai lỗ và đưa vào như thế này. Và xin mời quý khách hãy để lại comment là mặt này đẹp hay là mặt này đẹp, dây màu này đẹp hay là màu này đẹp, hay là màu này đẹp. Và không những màu này mà nó còn rất 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 nhiều màu độc bản, nhiều màu rất đặc biệt khác. Xin mời quý khách hãy đến với showroom của Kỳ Lân Luxury. Hơn hay là mặt này theo em á, em thích mặt nào hơn? Kiểu này đẹp hơn đúng không? Ok vậy thì thôi, đục cái dây này cho anh đang đeo luôn. Anh thay dây, hiện tại đang đeo dây đen đúng không? Nè, đang đeo dây đen nè. Bây giờ em đổi dây này cho anh. Nói với bạn ấy đục cho nó sát vào nha. Vâng, và nhân viên của Kỳ Lân đã hoàn tất đóng lỗ cho dây thắt lưng. Hồi nãy á là một cái dây màu đen này, đóng hai lỗ đây. Đóng hai lỗ đây. Hồi nãy là màu đen, Kỳ Lân sẽ hình dung demo lại cho quý khách xem nha. Và biến hình ten nó lại ra màu này. Lẽ ra Kỳ Lân phải quay một clip biến hình cho nó đẹp nữa, nhưng mà hồi nãy chưa nghĩ ra điều đó, bây giờ quay xong mới nghĩ ra. Mặt thắt lưng phiên bản này Kỳ Lân có nhiều phiên bản vàng đính kim cương và bạc, và vàng đính kim cương chỉ 3 viên trong logo vương miện, và phần thân ngoài là bằng inox. Hiện tại phiên bản Kỳ Lân đang đeo là phần ngoài là bằng bạc nguyên khối và phần trong là vàng nguyên khối 18K AU750 và đến full kim cương trong và 3 viên kim cương vuông ngay bên trong vương miện. Rất là đẹp, rất là sang. Và Kỳ Lân sẽ lấy một cái sản phẩm đồng bộ của nó đây. Tên. Còn nữa nha quý khách, ngoài dây thắt lưng, túi clip này thì bộ da này, bộ da đặc biệt này còn có nón, áo khoác, dép. Dép này thì là dép giống thôi, dép màu này đang hoàn thiện. Và giày cũng là màu này luôn, nón cũng là màu này luôn. Nói chung là những sản phẩm đó sẽ được giới thiệu vào clip tới để đủ bộ. Còn hôm nay Kỳ Lân giới thiệu bộ này thôi, dây thắt lưng và kèm theo cái túi clip này. Và sẵn tiện đang giới thiệu về cái dây thắt lưng thì cũng kèm theo cái túi clip, bởi vì nó chung bộ, chung màu. Quý khách muốn làm lẻ thì Kỳ Lân làm lẻ, muốn bộ thì bộ, nhưng mà tất cả sản phẩm Kỳ Lân đều có limited hết, tùy theo sản phẩm mà số lượng limited khác nhau. Và
Bộ này Kỳ Lăng sẽ làm độc bản, có những màu khác sẽ có limited. Bên trong Kỳ Lăng lót bằng da cá mập. Thường thì những sản phẩm ở ngoài thị trường thì da cá mập nó đã là mặt ngoài rồi, và bên trong họ lót những cái mặt thường. Nhưng mà Kỳ Lăng lấy một cái mặt cao cấp mà người ta thường lót bên ngoài, làm bên ngoài, làm chính bên ngoài là da cá mập, thì Kỳ Lăng lại đem lót cho bên trong. Có nghĩa là nó chất lượng từ ở bên trong ra bên ngoài. Một sản phẩm mà nó từ bên trong ra bên ngoài và từ phụ kiện kéo rẹt rẹt. Da cá mập là người ta làm mặt chính, Kỳ Lăng lấy lót mặt trong. Và da cá sấu limited độc bản này nằm bề mặt ngoài. Và chưa hết, dừng lại ở đó, logo vương miện vàng 18K AU750 đến 3 viên kim cương dung. Logo vương miện biểu trưng cho sự cao quý, sang trọng và quyền lực. À, Kỳ Lăng nhớ không lầm là Kỳ Lăng còn đăng lên file để làm cái dây đeo đồng hồ cho màu này nữa. Tại vì một bộ nó phải đủ đầy đủ như vậy. Vâng, và như vậy là clip đến đây xin được phép tạm dừng kết thúc. Và nhiều sản phẩm hấp dẫn, rất đặc biệt, rất limited, rất độc bản sắp tới Kỳ Lăng sẽ trình diện nữa. Một lần nữa, Kỳ Lăng hy vọng là quý khách sẽ đón xem những clip đó bằng cách subscribe kênh YouTube này, hoặc là like theo dõi fanpage này, để mà luôn luôn cập nhật những clip hấp dẫn, rất thú vị. Và một lần nữa, Kỳ Lăng chúc toàn thể tất cả quý khách chọn niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và hãy giao lưu cùng với Kỳ Lăng Luxury, tạo cho mình những giá trị, những cái tinh hoa, những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao tại Kỳ Lăng Luxury. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.